Em Thế chọn cái quay lên. Dạ em chào anh, em chào anh ạ. em chào anh. Loan bảo với em là bạn ấy, tôi bạn cho nhau 60 năm mà bạn là người trong mà anh Tiến là anh Tiến là thần tượng của tôi ấy. Ai đó? Cứ bảo là năm bạn thì dẫn tôi đi xuống gặp anh Tiến ấy. Anh ạ. Non Nhưng ngoan đấy. không, chạm bỏ là chứ anh Tiến anh không thích đàn bà đâu, anh không thích kiểu dẫn con gái trong một thôi em sợ lắm, nhưng nói chuyện anh Tiến này tôi không đỡ được, không À, sợ. thế vậy thì anh em mình tình cảm đi xuống với trọng à. Loan nó tự nói đấy anh ạ. Loan nó tự nói đấy. Tôi bị ghét á, ông bảo anh Trọng à anh Tiến anh kiểu không thích kiểu À, là dẫn thầy kiểu phụ cũng được nữ đó đến thầy nhà kia hay đi hay là gì đó. ơi tôi cũng bích vào nghe tôi xử một Hôm trước em đang xem live của anh, em thấy em đang xem của anh bị sập á, sáng á, buổi sáng đấy á. fan hâm mộ anh ạ Dạ. fan hâm mộ ấy Ok anh cho anh Tú nhá trọng thứ hai thích tài xỉu em ạ dạ em gái nó là dạ nếu như mà cuộc đời của em bây giờ thì em thử chọn một con số đi em là chọn em thích con số trên 10 một là dưới 11 em không dám chọn đâu, nhỡ đấy. à. Em không dám chọn đâu. Mất 10 cái mũ đấy anh ạ. Thôi anh ạ, để tiền đi anh cho em đi. Không phải mất 10 cái mũ ấy. Bây giờ nghề của mày là nghề bán mũ, nghề của anh là nghề đánh bạc. Bây giờ mày đủ anh nè. Thôi anh đừng đánh nữa thì anh sống bằng nghề gì ở trong. Nhưng mà em xót lắm anh ạ. Cứ mỗi lần mua em phát anh cứ Đấy đúng đúng rồi. ít. Em Đấy ạ, thằng này nó bảo với em là trọng suốt này nó tâm sự em mà chứ. Trời ơi thằng em thì kiếm từng nghìn một, ông anh thì cứ vứt đi thôi. nếu như mà cái cuộc Nan đời ngoan này này nhá. nếu như mình vứt đi ấy, Nan ngoan này là người khác định nhận đấy lại thì nói coi em như biết mất đây. mà ấy mà sao sao nó Loan biết nhỉ Dạ. em ở đâu ở em Em ở bên An Lão hả? Em cũng Hải Phòng cùng quê anh á. Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ đó. có bảo cái này là cái con bé mà mới nay là đi PK mấy năm chứng quấn gì không Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi nha. Đúng hả? Em chào mọi người nha. Đúng rồi anh. em học học cái đó, em học đại học gì à Em học đại học lớp 12 thôi. Em ít học mà. định bán gì em Hiện tại thì chưa bán gì nhưng em có đang làm spa rồi, có bán hàng nhưng mà bán ở bên phở thôi chứ bên tốt tốt này em chưa có bán cái gì hết. Trọng đâu rồi? Bán mũ cho Trọng. là nếu để người ta biết đấy đến mình ấy đến mình rồi không rồi mình rồi thì mình đi tức là ai đấy thì ok chứ còn để mà người ta biết đến mình do biết đến là người này thì nên chọn những người này là ai em ạ lúc nó bị lát rồi Ok, chào Huyền Trâm nha, chào đội đơn Khánh Ninh nha. Não. Đây ba người Hải Phòng mà, đây toàn Hải Phòng thôi á. Ba ba anh em tôi là Hải Phòng nha. Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ nha. Như thế thôi. Tóc đẹp trai nhỉ? Ra thì hết mẹ lực rồi à, bấm mấy rồi mình cầm cái gì đây em ở An Lão rồi không Dạ vâng, em ở bên An chưa học ở An Lão à Dạ. con tôi trọng ở trong vâng con hai có điện con thoại gì hai con nhau có người yêu chưa chưa anh bảo em đang độc toàn thân, anh xem có ai mà cũng cô đơn một vì sao như em, anh giới thiệu cho em với. Anh quả thật là ở não người ta cho là trọng là bị đồng tính rồi em Không 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 thế sao em phải bổ là giới thiệu ai kia không nói là ai bạn nói đi các bạn là bạn thân mà bọn em là bạn mình nói cái gì nữa cái này em biết Trọng từ hồi mà Trọng vẫn còn làm phục vụ ở nhà hàng rồi. Loa này là một tập với anh ạ Một rồi nên là Trọng chê. À Trọng chê không phải ok hỏi
ok chờ anh em nào, có anh em nào đây làm edit intro nhỉ? Edit tao cái kiểu một cái background đằng sau này nhá. Cái TV này. Để intro một cái dòng chữ chạy này. Ok gì đây? Nào sang đây chơi cháu ạ. À ơ cả em đó. Bây giờ em không sợ ca đâu anh. À. Sợ ca mà anh. Sợ nhờ sao mới sợ? Đâu, đây có phải ca đâu. Đây là Bình Phước mà. Ủa thế anh ở Bình Phước chứ không phải ở bên Cam à? Không. Tức là ở tâm tin đi à. Nói nhà kìa. Việt Nam giáp Campuchia, nó cách nhau một cái ranh giới là một cái cửa khẩu, một cái bờ, một cái con suối. Thì sang bên kia con suối cái thì là đất của casino luôn, chứ không phải là đất của Campuchia. Em hiểu không? Mà. Tức là casino là ranh giới giữa Việt Nam và Campuchia. Nó được gọi là nếu như biển nó gọi là lãnh hải quốc tế, còn đây là nó gọi là đặc quyền, chứ không phải là đặc khu chân giữa. Đúng không? Đây Việt Nam, Việt Nam kia. Nhưng mà cái gì nhỉ? Việt Nam kia. Đây, được rồi. Đấy. Chứ còn làm gì có ra cái kịch bản em nói là long chín ngón là chọc viễn ra, tôi biết gì mà vẽ ông thì. Không, để sang biên đúng không? Thật mà, nhưng mà thực nhưng xuống đây lại toàn quen nhau nên là lại đâu vào đấy á. Vẽ gì đâu. À, nhưng mà em định xây dựng cái hình ảnh cá nhân mình ra để làm gì? Làm một là gì à? Là làm thẩm mỹ à em? Không, em nếu mà sau này nếu mà ấy thì em sẽ bán hàng ở trên đây thôi. Còn làm cái về spa các thứ thì em làm ở trên phở thôi, mấy em vẫn làm ở đây nó quen rồi. Còn nếu em muốn xây dựng để sau này bán hàng thôi. Bán hàng gì? Bán đồ chẳng hạn là kem mỹ phẩm hay là gì đó. Nhiều thứ. Của phụ nữ. Em là mẹ đơn thân à? Dạ vâng, single mom này. Trước là em quen vợ chồng Noam từ cái đợt em nhà hàng rồi, 6-7 năm anh ạ. Tức là từ khi mà quen em nên là vợ chồng lại bỏ nhau đúng không? Không anh ơi. Không anh ạ. Anh ok. Tình bạn thực sự luôn anh ạ. Bạn hẳn hoai luôn đấy. Trước khi qua quen à, trước khi quan trọng thì là có vợ à, có chồng. Đúng rồi. Quen trọng rồi thì là hết chồng. Đúng. Nam. Đến 5-6 năm nó bỏ chồng mà. Anh bây giờ gọi là trọng tiểu tam nhá. Không tiểu tam thì xả xanh à. Bố em tiểu tam, ảnh em cũng gái của tiểu tam. Không, bọn em chơi bạn thực sự luôn anh ạ. Thật thân thật sự luôn đấy. Nói chung học gu kiểu học gu á. Nhưng mà trước kiểu có chồng thì ít nói chuyện thôi. Không được, nhiều khi mình nó hay bị ấy. Bây giờ thì hay nói chuyện với nhau. Anh Tiến này, nào em cho anh viên này nhá, viên đá này nhá. Đó gì? Đây, đá hút hút rồi. Tôi hiểu lầm á, hiểu lầm không hay vì trọng có người yêu rồi á. Trọng người yêu thì mình không giải thích ấy, đôi khi sợ hiểu lầm á. Một tiêu sinh nhờ. Tao. Đến nay cái tiêu sinh. Cái gì? Có hai em đẹp. Tiêu sinh à? Đừng có bức ấy. Cái gì chim lao này chim cho anh nhờ bất bạn anh vào ấy. Ngày mai có đợt của tiên sinh. Này, đang đi tìm đối tác này đây. Rồi, luôn để hai chim không nhá. Anh biết chị đang xem thì có vẻ nó thành câu chuyện mình cười không nhá. Còn đâu là bảo anh em là đợi anh Đồng. Anh Đồng điện à? Anh có việc bỏ ra lắm, cái điện là nó muốn về casino này là đầu tư tiền về casino này. Anh có việc gì cả, thì tí nữa thì mày đưa tiền em nó là xong. Tao bây giờ đứng ở cái Bin. Let go. Mày cabin. Em mới tới Hà Nội á. Em có lấy chồng đúng không em à? Của anh ơi. Em của anh. Nó bị sĩ mất tuyến. Tô ca đúng không? Cho cao ổ tuyến sổ. Mày chào anh chị ơi. Em đang Hà Nội à? Đi đâu? Ở đây. Không. Lâu.
Không sao, không sao. Đi vào đây. Ra công việc hả? Tức là đây công việc. Câu lâu rồi. Là anh chưa công bằng ấy. Đâu rồi, một phút rồi. Bên đi vào đây. Cũng em đây chưa vui vẻ nhá. Vẫn à? Thấy đang chưa có biết không Bin. Không biết Covid đâu đã. Bin à? Thì về sao? Tụi này à? Sao bây giờ Bin nó bảo là... Ô anh về rồi. Ô anh về. Không rồi. Đâu. Anh đang Hải Phòng rồi. Ai đã bốt? Đây. Ban ngày. Ban đêm là... Bà. Sắp hết nhá. Chứ còn bây giờ... Không còn có giàu. Ok. Ninh Tiến Hoàng nhé. Chúc mừng em nhé. Bình cái các bạn thích ngay nhỉ? Bình nguyên tắc nhỉ? Come on, come on. Chưa về gì? Tao sắp về rồi. Em chào anh Bún nhé. Anh nhảy nhá. Sao vậy? Dạ. Mày ở đây có qua 2.000 dân, tức là 2.000 người. Vâng. Sang đây làm game. Vâng. Full sale các kiểu ở trong cái studio của anh thì thanh vâng. Niên đều là nông, mấy cái sang đây mà bán quần áo mà bán cái gì cũng được. Tóm lại quần xịn đều đọc về thời trang là mày là gì luôn độc quyền. Làm chuyến. Ở không? Là mở cửa hàng này đấy, còn không thì lúc nào sang chơi thì lúc nào được. Cho Bin vào đi không? Bin đang ok em, anh ở Mỹ Đức. Số năm về đội chỉ thảo ở đấy đang thì bảo là nếu em thích gọi là các bạn là có sự nhận diện về hình ảnh khuôn mặt ở trên mạng xã hội này ấy, thì nó đâu có phải là mình. Chuyện xong rồi, chuyện đã qua này cũng chẳng cần gì, nhưng mà em với chị Thảo, chị đôn đi, Thảo đôn đi đâu em? Em không Loan này là mới chơi TikTok được 9 ngày. Đúng rồi, em mới chơi á, em không biết gì luôn á. Cái bệnh của em, cái bệnh là khi mình có một chút thành công ở trên cái nền tảng Facebook thì dẫn đến là mình bảo thủ và mình mặc định với cái việc đấy là mình suy nghĩ rằng là TikTok sẽ không là phát triển được và mình sẽ đầu tư vào tiếp tục. Thế khi là mình cố chấp một thời gian nữa thì nhận ra là sai lầm. Đúng bây rồi. Giờ bắt đầu ra vào TikTok và để ý. Dạ. Nói chung là Tiến Hoàng nhá. Ok Vian nhá. Ok Vian này, nhắn tin đấy. Và chậm đang dạy em xem TikTok á. Anh không biết xây dựng và cũng không có thời gian cái việc đấy. Ra là các em mà về mặt kinh doanh nhá, thật sự là các bạn cứ cái kiểu là xây dựng hiệu cá nhân, trong đó các bạn chưa từng đi từ một mục tiêu đi lên, chưa từng có kinh doanh, cũng chưa từng tôi hỏi xây dựng hiệu cá nhân để làm gì. Nếu như xây dựng hiệu cá nhân để mà làm kinh doanh thì bắt buộc là các bạn phải chuyển đổi thì bạn phải đi từ sale. Hoặc ví dụ như là vào trên nền tảng TikTok thì anh hỏi em là em biết làm video không? Mới tập tành á anh. Anh không có đi qua ao em ơi. Tức là bây giờ em xây dựng cái hình ảnh một cái video, cái video để diễn tả ví như mình gọi là nó buồn đi chẳng hạn này thì à. Chắc chắn là các cái ứng dụng như là các cái công cụ cấp cắt này hay là các cái đoạn như là mình dùng cái tính năng nào kia nào em cũng chưa có đúng không? Biết, nói chung thì em biết qua vì em cái đấy được. Ấn tủ xe. Đấy là mình sẽ xem những video mà chúng nó chia sẻ rồi và mình học theo. Vâng. Nên lại cứ cắt cái... nói chung là những cái đơn giản thì em làm được. Khi đã lên trend rồi, em học theo thì chả còn là trend đâu. Tức là mọi sự thành công đều là lỗi thời. Em hiểu nào? Dạ. Còn đâu là mình cứ chơi mạng xã hội này cứ thoải mái thôi. Còn đâu là người Hải Phòng đi. Lúc nào em anh follow nick em nhá. Em vừa follow anh á, hôm trước em follow cái gì Tiến bờ gai gì đó. Anh nhiều nick quá, em thấy lúc nào cũng thấy nick mới à. Hôm trước em đang xem thấy tập một nick rồi.
em cần nick em cần sự vào về hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Giờ hiện tại em cũng chưa biết được ấy, đang bị mơ hồ. Hiện tại thì em chỉ thế thôi chứ chưa. Kinh nghiệm của mình nhé, kinh nghiệm của mình đến giờ phút này nhé. Những người mà lên mạng xã hội với cái tâm thế đấy, là nổi tiếng để bán hàng, mình chưa thấy ai. Mình chưa thấy ai. Còn đa phần là nổi tiếng rồi và bán hàng, xong rồi bán sản phẩm để bán. Nó là tình cờ, có duyên thôi chứ còn để mà không có một trường đại học nào đào tạo ra một người nổi tiếng trên mạng hiện tại bây giờ, cũng không có một cái lớp học nào, không có một cái gọi là cái công thức nào dành cho một người để mà người ta nổi tiếng trên mạng để bán hàng đâu em ạ. Nên là mọi cái mình cứ để tự nhiên thì nó hay hơn. Em thì em chưa có nặng nề gì về việc bán hàng ở trên đây đâu. Đâu. Sau này là về viral đấy, về thương hiệu cá nhân đấy. Chứ còn anh nghĩ rằng là với cái sự gọi là niềm nở và vui vẻ hòa đồng như em thì em cứ gọi là PK một thời gian ngắn là gì mà đơn giản như này nhá. Em không, em chẳng mất tiền thì cho anh Tiến đâu ạ, em chẳng mất tiền thì cho anh Tiến đâu em mọi người. Của mình làm được không anh Tiến đó. Nhưng mà sang bên Cam làm thì Cam thì nó cũng tùy chơi nơi tùy chỗ, nhưng mà dưới cái lần chính trị của đa đảng ấy, thì nó không yên bình như Việt Nam đâu. Cái việc là bắt bắn và giết ấy, thì rất là xảy ra, nó thường xuyên, ngày nào cũng có người chết ở một bài. Đấy là điều, đấy là sự thật. Nếu như không phải sự thật thì tao cũng là người. Ngày nào cũng một thanh niên Việt Nam chết đấy, đa phần. Còn ở Hoàng Diệu, nó cái gì cái tinh ấy thì chưa từng có một vụ xô xát nào xảy ra ở casino của tao, nó nên nó nét. Em bỏ ra khoảng 500.000. Búp, cái mắt xem của em đang là bao mắt? Em nay bình thường ấy ạ. Tầm trên dưới 100 mắt thôi. Ok. 70. Búp mắt lên. Búp mà, em không biết mấy cái đấy. Tại vì bây giờ em chỉ nay vui vui nói chuyện với mọi người thôi mà, chứ em chưa có bán cái gì cả. Nên là cứ búp. Ra thì người ta đều biết là có những cái job, ví dụ như là em thuê là Long này rồi thuê Khánh này kia để mà tăng cái tương tác, đúng không? Mình PK là câu chuyện này kia chẳng hạn, thì mạng xã hội nó khôn lắm, mình cứ thẳng thắn như vậy dễ đi, để mà mình tăng tương tác nhận diện hình ảnh của mình lên. Thì ý là nói rằng là sao em không cái tiền đấy mình có thể bút mắt lên được mà. Bút mắt lên nếu như mà sau suy luận thông thường ấy, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là bút mắt nó không phải là mất thật, và nó không có được tương tác thật thì nó không tốt, đúng không? Nhưng đấy là sai lầm. Em ố mình ơi. Em nên nghĩ này, cái bút mắt đấy nó chỉ là thay đổi chỉ số hiển thị ở trên TikTok thôi. Buồn. Em để lên 5.000 mắt nhá, thì em không phải mời ai cả, tự huấn nó mời em. Em phải chưa? Chứ còn nếu mà em thích tương tác thì anh thật em là em bút lên 5.000 mắt nữa thì huấn nó mời ngày 3 lần. Thế giờ rồi các loại nổi tiếng nó tự mời em. Chứ còn đâu phải là bút mắt thì cũng nghĩa là để là nó view ảo này kia. Cái Bình nhá, cảm ơn Bình rất nhiều. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Có những cái gì mà nền tảng nó bút cho tới các bạn biết thì nó là những cái mà không có cái tác dụng trong cái việc là thay đổi về vật chất của nền tảng, tức là không tác động được. Ví dụ như là bây giờ để mà đưa ra một con số là bao nhiêu view, bao nhiêu các chỉ số để tạo ra một video được gọi là viral thì đấy là câu trả lời khó, đúng không? Hoặc là bao giờ khi mà tăng về cái gì đủ thì sẽ được nên gọi là bởi các công cụ đã thay đổi được hết. Một cái máy như là 1.000 cái điện thoại thì trong hiểu không? 1.000 cái điện thoại cùng vào sang một Vina thì Vina có lên viral hay không? Nó không. Thế nên là chỉ số về mắt xem ấy, nó không quyết định là sự gọi là nên xu hướng mà nó đơn hàng còn bút được. Thì cái gì nó chả bút được bây giờ. Nên là mình chiến số hàng nhá. Kênh của mình là có bao nhiêu view hay là cái này kia bao nhiêu follow được. Đây là nói vui vậy thôi, còn đâu là bạn nào bổ là tôi mà bổ với em. Anh Việt Đế nhá. Mà nhầm nhá. Bắn đầu với ông mà bắn đầu anh biết. Đúng rồi, chị bị bắn đầu ấy, vì tôi nghe về biết công nghệ là tôi bị ngu á. Tao có quyền chỉ mày.
thì mai anh cũng quyền anh tắt con mic A đi, anh em mình trao đổi đây không ra tiền xong nhờ.